Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thăng Hoa Đêm. Thì ở trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ít cách mà chúng ta thiết kế một cái standee và từ cách lên kích thước làm sao, cách xuất file làm sao nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ vào file, vào Ctrl+N cho mình tạo một cái file mới. Rồi đầu tiên các bạn cần đánh cho mình một cái tên, đó là mình ghi là standee bất động sản. Rồi về kích thước thì kích thước standee nó có một số những kích thước chính như là 6 nhân với lại 1,6 m hay 8 nhân với 1,8 m. Thì ngoài ra nó còn rất nhiều những cái kích thước khác nhau nữa, nhưng mà thường thì đây là hai kích thước phổ biến nhất bởi vì nó sẽ đi ăn liền với lại cái những cái khung theo cái standee đó. Và trước khi chúng ta thiết kế thì chúng ta cần lấy những cái xác định thống nhất lại với cái kích thước với cái khách hàng của chúng ta, đó là cái standee này thiết kế kích thước bao nhiêu nhá, để mình cần chuẩn luôn từ cái kích thước đầu tiên để tránh trường hợp mà khi mà chúng ta thiết kế xong ấy mà khách hàng thay đổi kích thước ấy, lúc đấy chúng ta sắp xếp lại bố cục nó sẽ rất là mất công nhá. Nên là trước khi bắt tay vào thiết kế bất cứ một cái gì như là banner, bao bì, menu vân vân thì chúng ta cần phải xác định đó là cái kích thước, cái nội dung. Rồi ở đây thì mình sẽ để kích thước đó là 8 cm nhân với 18 cm, thì nó đồng nghĩa việc đó là cái kích thước của standee của mình đó là 8 nhân với 1,8 mét nhé. Khi mà máy chúng ta yếu thì chúng ta cũng không nhất thiết phải phải để cái kích thước chuẩn là 8 nhân với 1,8 mét, bởi vì nó sẽ hơi nặng một chút, máy mình không được khỏe nên là mình để tỷ lệ như này cũng được. Không sao, ở bên AI thì nó không có vấn đề gì nhé. Nhưng mà khi chúng ta thiết kế bên Photoshop thì không nên để cái kích thước mà giảm bé đi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng hình của chúng ta, bởi vì bên Photoshop nó sẽ quản lý theo cái điểm ảnh ấy, nên mà chúng ta thu nhỏ lại thì đồng nghĩa việc cái ảnh của chúng ta sẽ mờ đi. Còn bên Illustrator ấy thì nó không vấn đề gì cả nhé, bởi vì những cái đối tượng được vẽ ra ấy thì nó quản lý theo cái dạng vector nên nó rất là nét. Rồi thì ở đây mình sẽ để 8 nhân với 18 cm theo cái khổ giấy theo kích thước chiều dọc. Ok rồi thì mình sẽ được một cái khổ giấy như này và có cái kênh màu đó CMYK. Thì khi mà chúng ta thiết kế dùng điện in ấn thì chúng ta sẽ sử dụng cái kênh màu CMYK cho mình, còn khi chúng ta thiết kế hiển thị trên thiết bị điện tử như là máy tính, laptop thì chúng ta sẽ để kênh màu đó RGB. Rồi thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái nền cho nó. Ở đây mình sẽ chọn một cái màu xanh đi. Ok, mình sẽ chọn cái màu xanh này, sẽ đậm xuống một chút nữa. Rồi tiếp theo thì các bạn cần phải sắp xếp đánh hết những cái nội dung mà mình sẽ thiết kế ra. Chúng ta chưa cần sắp xếp bố cục vội, nhưng mà chúng ta dán hết những cái nội dung mà chúng ta cần thiết kế ra. Ở đây thì mình có một cái nội dung như này, đây. Sở hữu nhà sang, nhận ngàn ưu đãi. 8 triệu nhận nhà ngay đây. Ok. Bạn nào muốn mua nhà thì liên hệ với mình nhé. 800 triệu nhận nhà ngay đấy. Rồi ok, thì đây là một cái nội dung mình demo thôi, nó cũng không có thật. Ok, sau khi chúng ta cho nội dung ấy thì chúng ta cần xác định nội dung này nó chiếm hết bao nhiêu cái tỷ lệ, bao nhiêu phần của cái standee để chúng ta vẽ ra một cái bố cục cho nó phù hợp nhé. Ở đây thì chữ nó cũng không có nhiều nên là mình sẽ sử dụng một phần nữa, nửa phần bên trên là về hình ảnh, về về nhà nhé, về cái lĩnh vực mà chúng ta thiết kế. Ví dụ chúng ta thiết kế thường thì chúng ta thiết kế về cái lĩnh vực nào thì chúng ta cho cái ảnh hình ảnh đó nhé. Về cái hình ảnh nó khá là quan trọng, chúng ta làm sao kiếm được một cái hình ảnh nó đẹp đấy thì nó đã gần như chiếm tỷ lệ hay gần như hoàn thành xong tầm 30-40% cái ảnh của chúng ta rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần sắp xếp bố cục và chữ thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ một cái bố cục như này. Ok, nửa bên trên này thì mình sẽ cho hình vào. Các bạn sẽ quét qua hai cái đối tượng này và sử dụng là công cụ shape tool này và giữ phím Alt để xóa những phần thừa xung quanh đi nhé. Ok, thì chúng ta sẽ được cái mạng này. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái màu gradient có sẵn, đó là về mình đã lưu lại về màu vàng gold. Ok. Khi mà chúng ta thiết kế về những cái lĩnh vực ví dụ như là khách sạn này, bất động sản này, về thì cái màu vàng gold này nó cực kỳ, nhìn nó rất cực kỳ sang trọng cho chúng ta. Chúng ta nên tận dụng những cái dạng màu vàng gold như này. Thì bạn nào muốn cái sử dụng cái file màu vàng gold này ấy, thì có thể xem lại cái video trước mình đã chia sẻ về một bộ màu gradient rất là nhiều màu khác nhau, cực kỳ nhiều màu khác nhau nhé. Thì các bạn có thể tải trực tiếp ở cái video trước đó mình đã chia sẻ rồi. Các bạn chỉ cần hút trực tiếp, giữ tích vào phim mi, hút trực tiếp cái màu vàng gold này. Đấy, nó sẽ
lấy cái màu vàng gold cho chúng ta. Ở đây thì mình sẽ tích vào đây. Rồi, đây. Và xóa cái phần thừa này đi. Đấy, còn cái phần trên thì chúng ta sẽ cho ảnh nó vào trong nhé. Đây mình sẽ điều chỉnh một chút. Rồi, ok. Ok, ở trong này thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh về ngôi nhà. Rồi, mình sẽ vào. Ok, vào tài nguyên và phần nhà. Đây. Thì khi bạn muốn cho cái ảnh này chui vào trong cái hình này, cái hình đối tượng này, thì các bạn phải cho cái ảnh này xuống bên dưới. Mình sẽ cho xuống dưới tất cả bằng phím Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Thì ảnh nó sẽ xuống dưới tất cả và bạn giữ Shift. Giữ Shift để chọn thêm cái đối tượng mà muốn ảnh nó chui vào. Mình sẽ chọn đây. Đấy thì chọn được cái này. Và chuột phải chọn Make Clipping Mask thì ảnh nó sẽ chui vào trong. Thì cái ảnh này nó chưa được cân đối thì các bạn tích đúp vào bên trong. Tích hai lần thì nó sẽ chui vào trong group này. Đấy, và các bạn điều chỉnh cái ảnh này sao cho nó phù hợp nhé. Ok, mình sẽ cho to ra một chút nữa. Rồi, và các bạn tích đúp ra ngoài thì chúng ta sẽ được một cái hình như này. Tiếp theo thì về đến phần nội dung chữ. Đến phần nội dung chữ. Ở đây thì các bạn cần xác định cho mình đâu là nội dung chính, đâu là nội dung phụ để chúng ta sắp xếp chữ cho nó phù hợp. Chắc chắn là 800 triệu là nội dung chính rồi đúng không? Mình sẽ để ra ngoài này. Tiếp theo, đó đến là sở hữu nhà sang và nhận ngàn ưu đãi. Thì trong hai cái dòng này, hai cái ý này thì chúng ta tiếp tục cần xác định chính, đó là đâu là nội dung chính mình nhấn mạnh vào sở hữu hay là nhà sang, hay nhận ngàn hay là ưu đãi nhá. Thì mình sẽ nhấn mạnh vào cái nhà sang này. Nhà sang vào câu dưới thì mình sẽ nhấn mạnh vào ưu đãi. Đấy, thì khi mà chúng ta nhấn mạnh được vào cái nội dung chính của chúng ta ấy, thì khách hàng, mình sẽ điều hướng được cái mắt nhìn của khách hàng. Họ sẽ nhìn từ những cái nội dung chính cho đến nội dung phụ của chúng ta. Tránh cái trường hợp những cái nội dung phụ, ví dụ nhận nhà ở ngay ấy, mình cho to nhất cái nội dung này thì người ta nhìn luôn vào cái chữ nhận nhà ở ngay thì lại không đúng cái mục đích của chúng ta nhá. Bởi vì khi mà ví dụ đây là một cái setting đi, khi mà mình để ở một cái sảnh chẳng hạn, một cái sảnh hay cái vỉa hè, thì khách hàng có thể chỉ cần mất 2 đến 3 giây thì họ nhìn liếc qua một cái là họ có thể hiểu được cái setting đi của chúng ta đang làm về cái nội dung gì và cái thông điệp của chúng ta đang truyền tải. Tránh cái trường hợp mà chúng ta cứ làm tất cả những cái nội dung nó cứ sàn sàn giống nhau ấy, thì người ta rất là khó nhìn và rất là khó để phân biệt những cái nội dung chính và phụ ở trong cái setting đó nhá. Ok, nó giống như kiểu những cái khi mà chúng ta đánh một cái văn bản ấy, thì chúng ta phải có những nội dung chính và nội dung phụ. Ví dụ về cái mục chính thì chúng ta cần phải in hoa, còn những cái mục nhỏ thì chúng ta ghi chữ văn bản bình thường thôi, đúng không? Rồi, ở đây thì mình sẽ sở hữu nhà sang. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái phông khác đi. Đây, mình sẽ chọn một cái phông này. Và mình sẽ tách ra. Về cái sở hữu thì mình chọn một cái phông mềm. Thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta so sánh để nhấn mạnh lên những cái nội dung trong cái sản phẩm của chúng ta giữa chữ cứng và chữ mềm, nó tạo ra những chế độ tương phản với nhau. Sở hữu thì đây mình sẽ sử dụng cái form OTM. Rồi thì mình sẽ sử dụng form này đi, không sao, cũng khá là ok. Sở hữu nhà sang thì mình sẽ ghi in hoa. Đấy thì mình sẽ nhấn mạnh cái nhà sang lên một chút nữa. Tiếp theo đó đến là nhận ngàn ưu đãi. Về cái nhận ngàn ưu đãi thì mình cũng sẽ lấy trực tiếp cái phông của sở hữu này. Thì các bạn tích vào nhận ngàn ưu đãi và nhấn vào phím Y và hút trực tiếp vào đây. Đấy thì nó sẽ tự động lấy cái phông cho các bạn. Và bên này cũng vậy, nó sẽ lấy luôn kích thước này. Ưu đãi. Thực sự cái form này mình vẫn chưa được ưng lắm. Thì mình sẽ chọn một form khác đi. Đây mình sẽ chọn một form này đi, nó mạnh hơn một chút để cho nó nhấn mạnh cái chữ nhà sang đi nhá. Bởi form kia nó hơi bị dày. Form dưới này cũng vậy.
những cái phông này đấy, hai cái nhà sang này, các bạn khi các bạn đã chốt được nội dung, các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift O để convert nó lại, để đổi mình đổi màu ra đây cho nó dễ. Ở đây mình sẽ sử dụng cái form cái tông màu vàng gold này cho nó sang, khá là sang về cái tông màu vàng gold này. Thường mình thiết kế mình rất hay sử dụng cái tông màu vàng gold này để thiết kế cho những cái bài của mình. Ok. Rồi, khi các bạn đã xong cái nội dung, các bạn sẽ nhấn Ctrl G lại để cho nó group lại, để cho nó thành một cái nhóm để chúng ta quản lý cho nó cũng dễ. Sở hữu nhà sang nhận ngàn ưu đãi. Ok, mình sẽ căn giữa. Tiếp theo là đến phần 800 triệu này. 800 triệu mình sẽ sử dụng một cái form nó sẽ dày hơn, bởi vì đây là một cái nội dung chính của mình. Đây, mình sẽ sử dụng cái form dày này. Và chữ triệu mình sẽ để bé thôi. Đấy. Và các bạn cũng sẽ sử dụng cái màu vàng gold cho mình. Đối với màu vàng gold rất là đẹp. À, tiếp theo các bạn sẽ làm một cho nó một cái viền nữa. Cái viền bên ngoài nữa. Để cho cái 800 triệu nó có một cái khối. Thì nhìn nó sẽ dày dặn hơn. Nó sẽ vững chãi hơn. Để như này thì nó sẽ hơi bị mỏng, mỏng manh nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn vào đây và chọn vào Object và chọn vào Path và Offset Path để chúng ta tạo cho nó một cái viền bên ngoài. Rồi, đối với cái viền các bạn muốn nó mềm mại hơn thì các bạn sẽ nhấn vào bên dưới, mà muốn cứng thì sẽ nhấn vào dòng bên trên nhé. Ở đây mình sẽ để là 0.05 đi, xem nó để cho nó bé hơn một chút. Rồi, 0.03 đi. Ok. Rồi, Ctrl X, Ctrl Shift V và mình sẽ cho xuống dưới và kéo một cái cho cái này xuống dưới này. Kéo cái chiều màu gần đây cho nó nghịch đảo với cái bên trên đi. Để cho nó tạo ra những cái độ tương phản để cho cái màu gần đây bên trên nó dày hơn. Đấy rồi, ok. Rồi, nhận nhà ở ngay ạ. Nhà ngay thì mình sẽ cho nó bé thôi, cho nó dưới bé thôi. Không nhất thiết phải cho to. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ Ctrl Shift O để convert đi và hút trực tiếp về cái màu gray này. Đây, mình sẽ cho này. Đấy, thì gần như mình đã hoàn thành gần xong về cái nội dung cái study của mình rồi. Ở đây mình sẽ cho to ra một chút nữa. Và tiếp theo thì các bạn muốn nhấn mạnh vào cái vùng 800 triệu này thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái ô vuông, cái ô vuông xung quanh này. Ở đây mình sẽ sử dụng công cụ vẽ hình nhật, hình chữ nhật tạo ra này. Đấy, và mình sẽ Shift X để đảo giữa nét và hình. Thì ở đây mình sẽ để là nét thôi, mình bỏ cái phần fill màu fill đi và cho nó bé lại một chút như này. Ok, quét qua tất cả và tích vào đây để căn giữa này. Ok, thì cái bố cục của chúng ta nó cũng khá là chắc chắn rồi. Tiếp theo thì về để một cái gray, cái steady nó vững chãi hơn ấy, thì các bạn cần làm cho nó một cái đường viền ở dưới chân này. Đường viền dưới chân này thì nhìn nó sẽ rất là vững chãi, cái nó không bị bấy bớt. Đây. Ok, làm một cái đường viền dưới như này. Đấy. Thường nhiều đường viền dưới thì chúng ta có thể để số điện thoại cũng được, hoặc là địa chỉ nhé. Có thể để số điện thoại hoặc địa chỉ ở dưới này. Và chúng ta sẽ kéo một chút cái màu gray lên trên cái góc này. Kéo một chút màu gray lên trên góc này. Đấy, để chúng ta tạo điểm nhấn ở cái vùng bên trên. Bởi vì bên trên chúng ta đang hơi bị thiếu một chút về cái màu vàng gold này. Đấy, thì cái tổng thể của chúng ta sẽ được hài hòa hơn. Ngoài ra các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể làm thêm một số những cái viền ở ngoài này. Thì bây giờ đến cái phần mà chúng ta sẽ đi vào cái tiểu tiết hơn một chút. Đấy, thì mình sẽ chọn tích vào bên trong này. Đây, mình sẽ tích vào bên trong này. Chọn cái hình này, Ctrl C, Ctrl Shift V ra ngoài, vào, tích vào đây. Đẩy xuống dưới một chút.
cho xuống dưới tất cả này và cho lên. Đấy thì chúng ta sẽ được một cái viền như này. Tiếp theo bên đây cũng vậy. Chúng ta tạo thêm cho nó một cái viền nữa. Ctrl C, Ctrl F lên. Cho xuống dưới và đẩy trên một chút này. Đấy, ok. Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F nó là copy và paste tại chỗ nhá. Cho xuống dưới này. Ở đây thì mình sẽ điều chỉnh cái này cho nó xuống đây. Đấy thì chúng ta sẽ được một cái viền như này. Khá đơn giản đúng không ạ? Rồi ok, bạn nào muốn cho số điện thoại hoặc địa chỉ thì có thể cho xuống dưới này nhá. Thì mình đã hoàn thành xong về cái standee mà hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng vào cho doanh nghiệp của chúng ta về thiết kế một số những cái dạng standee về bố cục như bất động sản như này. Ok, thì tất cả những cái bài chia sẻ về tip trick hay là cách thiết kế về những cái sản phẩm trong trong thiết kế đồ họa ấy, thì mình đều được tải lên sớm nhất, đó là trên kênh TikTok Thái Hoàng HD. Thì bạn nào chưa tham gia kênh TikTok thì có thể nhấn theo dõi kênh TikTok Thái Hoàng HD của mình để ủng hộ mình. Thì sau khi mà mình đã đăng lên TikTok thì mình sẽ làm những cái video chi tiết ở trên kênh YouTube, thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube và tham gia group là Thái Hoàng HD để nhận những cái tài nguyên mà mình thường xuyên chia sẻ trên đây. Thì đây là một số những cái bài mà mình chia sẻ về tặng Gradier nhé. Khá là nhiều những cái bài mà mình chia sẻ trên đây. Thì các bạn, đây cũng là một cái bài mình chia sẻ về background, khá là nhiều những background đây mà các bạn có thể lên tải về. Đây cũng khá là nhiều bạn tải đấy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và có thể nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.